chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều lối mở cho doanh nghiệp phục hồi sau nghị quyết số 128. Đắk Lắk kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh. Tái hiện bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vụ án buôn lậu gỗ chắc kiến nghị xem xét đưa vào giám sát chuyên đề. Thưa quý vị và các bạn, cần kiểm soát nội dung phim trình chiếu trên không gian mạng và xem xét vấn đề về văn hóa tư tưởng của các tác phẩm điện ảnh là nội dung thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Tại buổi thảo luận, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao về nội dung và sự cần thiết việc sửa đổi luật điện ảnh phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Về nội dung dự thảo đề xuất các phương án hình thức sản xuất phim bằng kinh phí nhà nước, các đại biểu đều thống nhất với phương án 2 là giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trong sản xuất phim. Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị cần có quy định cụ thể để kiểm soát nội dung phim trình chiếu trên không gian mạng hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần quy định cụ thể về tiêu chí phân loại phim để các nhà sản xuất phát hành áp dụng hạn chế việc sản xuất xong thì không được phát hành gây lãng phí ngân sách cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng mỗi tác phẩm điện ảnh không chỉ là một sản phẩm về văn học nghệ thuật mà còn là sản phẩm chứa đựng tư tưởng về văn hóa dân tộc. Còn tại tỉnh Lào Cai, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung trong hai dự án luật. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần có những quy định cụ thể rõ ràng, tránh gây khó khăn cho người thực hiện luật. Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, trong điều 15 khoản 4 dự thảo luật điện ảnh sửa đổi đưa ra hai phương án về sản xuất phim theo hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng. Trong đó phương án 2 đã quy định cụ thể, rõ ràng, có căn cứ để đầu tư ngân sách. Đóng góp ý kiến vào dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, theo ông Đặng Xuân Phong, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thì cần có quy định tiêu chí khen thưởng đặc thù đối với nhà giáo tại vùng biên giới, hải đảo, nhất là nới lỏng số năm trực tiếp giảng dạy. Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu cũng đưa ra ý kiến cần có quy định về viết báo cáo thành tích ngắn gọn, việc bổ sung, thay đổi tiêu chuẩn nhận huân chương lao động hạng nhất, hướng dẫn chi tiết nhằm đảm bảo dễ thực hiện sau khi dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi ban hành. Chính phủ chia sẻ với khó khăn của người chăn nuôi và sẽ có giải pháp kịp thời để hỗ trợ tiêu thụ bình ổn giá, đảm bảo hài hòa với lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Đây là những khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý bình ổn giá thị trường thịt heo. Từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm. Tháng 10 này phổ biến ở mức 33.000 đến 40.000 đồng 1 kg, giảm 20 đến 25% so với tháng trước. Trong vài ngày qua, giá lợn hơi đã tăng nhẹ khoảng 2 đến 3.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, việc lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Theo tính toán, nếu giá thành khoảng 50.000 đồng 1 kg thì hài hòa lợi ích cho người chăn nuôi, lưu thông và tiêu dùng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao các bộ, ngành, địa phương, các trung tâm kinh tế lớn phải đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, phải tổ chức thanh kiểm tra sự chênh lệch giữa lợn hơi và thịt lợn trên thị trường, rà soát lại việc xuất nhập khẩu thịt lợn. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về lĩnh vực tài chính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp tuyên truyền, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi, tăng cường quản lý giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, xây dựng kế hoạch tái đàn, chăn nuôi theo tín hiệu thị trường, đặc biệt cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã đưa ra những giải pháp phòng chống dịch áp dụng thống nhất trên toàn quốc, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều lối mở để phục hồi sản xuất kinh doanh. Sau đây là ghi nhận bước đầu tại một số doanh nghiệp tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Những ngày này, sau khi nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành, không khí làm việc của công ty chuyên sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu này đã khác hẳn. Thời điểm trước, do hàng xuất đi quá chậm nên công nhân cũng phải giảm bớt, chỉ khoảng hơn 40 người làm việc, nhưng thời điểm này đã khoảng 70 đến 80 công nhân làm việc liên tục. Và đặc biệt trong 3 ngày trở lại đây, công ty đã xuất được 10 công hàng sang Nga và Hungary. Trước đây thì nguyên liệu ra chậm hơn, ví dụ như là đi đến đâu phải tiếc đấy nó chậm hơn. Nhưng bây giờ thuận lợi hơn là ví dụ sáng có khi chở thì chiều tối ra nơi, đảm bảo sản xuất được. Hay là công thì trước thì chỉ thỉnh thoảng xuất đường công thôi. Nhưng mà sau nghị định này thì chúng tôi đã xuất được chục công trong 3 ngày nay rồi.
Tương tự, sau hơn một tuần nghị quyết 128 được ban hành, người lao động của doanh nghiệp thương mại dịch vụ và vận tải chính thành đã được đi làm 6 ngày trên tuần thay vì 4 ngày trên tuần như trước đây. Đồng nghĩa với đó là các hoạt động kinh doanh của công ty đã có chiều hướng phục hồi tốt hơn, việc thông thương thuận lợi hơn nhiều. Còn với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành may, thì nghị quyết cũng giúp ổn định hơn về lao động khi nhiều lao động ngoại tỉnh đã có thể dễ dàng đến doanh nghiệp làm việc hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ sản xuất trong quý tư, tăng tốc để về đích năm 2021 và ổn định đời sống người lao động. Nghị quyết 128 thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, thống nhất một quan điểm chỉ đạo. Điều còn lại quan trọng là việc triển khai ở các địa phương. Cùng với nghị quyết 128 của Chính phủ thì kế hoạch 157 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với một loạt các hoạt động được trở lại trong điều kiện đảm bảo quy định phòng chống dịch đã tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi. Nhưng điều quan trọng là các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan. Sau hơn 2 tháng triển khai gói an sinh 26.000 tỷ đồng, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 126 sửa đổi bổ sung một số nhóm thụ hưởng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng bán hàng lưu động hay buôn chuyến bán xong cũng sẽ được bổ sung đợt này. Ngay sau khi Chính phủ ký ban hành nghị quyết 126 sửa đổi, bổ sung một số nội dung để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn, bà Lê Thị Chi bán hàng rong, vỉa hè trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã đăng ký xin nhận hỗ trợ. Tôi nghe thấy thông tư thế thì tôi cũng lên phường. Tôi hỏi thương binh vô phòng, thương binh xã hội, hỏi xem là tình hình nó như thế nào. Thì các bạn ấy cũng có hướng dẫn là cái này là cũng có thông tư rồi. Nhưng mà bây giờ mới là làm giấy tờ kê khai thôi. Thế thì sau này thì sẽ có cái hỗ trợ sau. Để nhanh chóng rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, chính quyền địa phương một số nơi đã rà soát lên danh sách các nhóm đối tượng được mở rộng trong nghị quyết. Nhưng trong quá trình rà soát cũng phát sinh các vướng mắc cần có hướng dẫn sớm để thực hiện. Tại Quốc hội, các đại biểu cũng đánh giá cao về quyết định mở rộng phạm vi hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, vì thời gian gấp rút nên cần lưu ý tính nghiêm túc, công khai trong quá trình thực hiện. Tôi nghĩ rằng là chính sách chủ trương thì đúng, nhưng biện pháp tổ chức thực hiện để làm sao nó đúng người, đúng đối tượng, đúng chính sách thì chắc chắn rằng là các ngành, các cấp, đặc biệt là các tổ dân cư, các khu phố, những người cần phải tham gia vào cuộc một cách hết sức trách nhiệm thì chắc chắn mới hạn chế được. Đến giữa tháng 10, hơn 22,75 triệu lượt đối tượng đã nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể, Bộ sẽ lập 20 đoàn kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh thành. Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư này, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân nghèo, nhóm đối tượng yếu thế theo đúng tinh thần. Không có ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, hơn 716 tấn gạo đã được tỉnh cấp phát hỗ trợ cho 15.300 lượt hộ dân. Trong đó có hơn 534 tấn gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ cho gần 10.000 hộ dân tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 1.800 tấn gạo dùng nguồn ngân sách địa phương và vận động nhà hảo tâm để hỗ trợ cho hơn 5.300 lượt hộ dân. Ngoài ra, tỉnh đang kiến nghị Chính phủ cấp phát thêm hơn 1.000 tấn gạo cứu đói cho hơn 18.300 hộ dân do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng phòng dịch, mỗi người khi đến bất kỳ địa điểm nào tại thành phố Hà Nội đều có thể thực hiện việc quét mã QR rất dễ dàng. Thế nhưng không phải người dân nào cũng hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện việc quét mã QR. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo truy vết được nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan bằng ứng dụng công nghệ trong trạng thái bình thường mới, thành phố Hà Nội đã yêu cầu mọi người dân phải thực hiện việc quét mã QR khi đi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ. Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét. Chỉ với một động tác nhỏ nhưng lợi ích lại rất lớn, việc quét mã QR nên trở thành một thói quen mới của người dân để đảm bảo an toàn phòng dịch trong bối cảnh sống chung với đại dịch. Vượt qua 305 tác phẩm tham dự ở 12 hạng mục kiến trúc, công trình nhà hàng tre Vedana Ninh Bình đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục nghỉ dưỡng. Đây là giải thưởng thế giới đánh giá do tạp chí kiến trúc nổi tiếng của Vương quốc Anh Degreen trao tặng năm 2021.
Với 65% phiếu bầu, công trình nhà hàng tre Vedana do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế đã chiến thắng ở hạng mục công trình nghỉ dưỡng của giải thưởng Design Award. Giải thưởng này được tổ chức hàng năm với 3 hạng mục chính: kiến trúc, nội thất và thiết kế, nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc mới, ấn tượng, độc đáo đến từ mọi quốc gia trên thế giới. Nhà hàng tre Vedana được bao quanh bởi hồ nước mênh mông và núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Với thiết kế mở, 3 tầng mái, lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống của người Việt, công trình mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo ở các không gian khác nhau, được trở về với thiên nhiên trong lành, hoang sơ và hấp dẫn. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức tranh được xây dựng tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bức tranh là thông điệp về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường của quân và dân ta, đặc biệt là đối với các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi xưa. Lần đầu tiên được vào Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngắm nhìn bức tranh panorama tái hiện lại toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ, đối với cựu chiến binh Phạm Đức Cư không khỏi ngỡ ngàng, ấn tượng với bức tranh. Bởi với ông, khi xem bức tranh đã gợi nhớ lại trong ông những tháng ngày đầy gian khổ, ông cùng đồng đội pháo cao xạ, trung đoàn 376 được giao nhiệm vụ đánh giặc ở khu vực phía Tây, với trận đánh Hiêm Lam mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong suốt 56 ngày đêm tham gia chiến dịch, đơn vị ông đã bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 117 máy bay các loại của thực dân Pháp. Bức tranh Panorama là một trong những tác phẩm lớn nhất thế giới vẽ về đề tài chiến tranh. Tác phẩm được chia làm 4 trường đoạn, gồm toàn dân ra trận, là hình ảnh chung chung điệp điệp những đoàn dân công trèo non, nội suối, thổ hàng cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Khúc dạo đầu hùng tráng, với điểm nhấn là trận Hiêm Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, như một đòn đánh phủ đầu vào quân thù, khẳng định sức mạnh pháo binh của ta. Cuộc đối đầu lịch sử với hình ảnh hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà, phản ánh sự khốc liệt của chiến trường. Kết thúc bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá phát nổ trong đội A1 như lời hiệu triệu quyết chiến quyết thắng. Và trường đoạn chiến thắng Điện Biên là hình ảnh quân ta vùng lên đánh chiếm tập đoàn cứ điểm với lá cờ đỏ tung bay trên nóc hầm tướng Ducatri. Bức tranh gửi đến thông điệp về khát vọng hòa bình, quyết chiến giành độc lập tự do, ca ngợi tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh quật khởi của quân và dân ta. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình bảo vệ môi trường được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên triển khai và duy trì thường xuyên, đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê với cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Bao nhiêu một chục nghìn à? 30.000. Về nhà họ. 25.000 được không? Sử dụng làn nhựa thì rất thuận tiện. Tôi cũng thường xuyên động viên người thân trong gia đình là thường xuyên sử dụng làn nhựa. Chính bản thân tôi là tôi thấy cái mô hình này rất là tốt. Không chỉ đối với bà Nghị mà chiếc làn nhựa đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đoàn Đào mỗi khi đi chợ. Và từ khi triển khai đến nay, mô hình đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nó như là một cái thói quen của chị em khi đi chợ là mang làn đi chợ, mà không dùng đến túi ni lông của thu gom rác thải là cũng đỡ đi rất nhiều. Thì từ đó thì là các hộ dân thì cũng lại có ý thức hơn về cái công tác vệ sinh môi trường, giảm tải được cái rác thải nhựa. Gần 4 năm nay, ngày nào cũng thế, rác sinh hoạt đều được gia đình bà Phạm Thị Đảm ở xã Nhật Quang phân loại ngay tại nhà. Tất cả trong nhà không còn ni lông nữa, mà không có bằng chai, bằng xài gì nữa, bỏ tất cho ta mang đi hộ. Thì sạch sẽ vào nhà mình, dòng cây, rau, củ quả cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, rất là tốt. Nhận thấy lợi ích của việc làm này nên nhiều gia đình trên địa bàn xã cũng thực hiện. Vì vậy mà số hộ tham gia mô hình ngày càng tăng, cùng với đó cảnh quan môi trường tại địa phương được cải thiện rõ rệt. Từ khi mà chúng tôi thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải thì tình trạng ô nhiễm thì cũng đã hạn chế, ý thức của người dân đã được nâng lên. Cảnh quan môi trường thì ngày một xanh sạch đẹp, cái tình trạng mà vứt rác bừa bãi là không có. Đây chỉ là hai trong nhiều mô hình cùng chung tay bảo vệ lá phổi xanh mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cừ triển khai. Tính đến nay, toàn huyện có gần 100 mô hình câu lạc bộ về bảo vệ môi trường, 82 mô hình đoạn đường do phụ nữ tự quản với khoảng 70 km đường hoa, góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc làng quê. Và qua những việc làm này, phụ nữ Phù Cừ muốn truyền đến thông điệp hãy hành động ngay vì một hành tinh xanh của chúng ta.
Con người đang hàng ngày phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, không chỉ ở các làng nghề sản xuất tái chế, mà nó còn đang tồn tại ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, ở nhiều môi trường khác nhau. Giải pháp nào để giải quyết được tình trạng trên? Đây vẫn là một bài toán khiến cho các cơ quan quản lý, các chuyên gia phải đau đầu đi tìm lời giải. Hiện nay, pháp luật đã quy định rất rõ về hành vi xả thải ra môi trường. Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi xả thải chất thải nhựa trực tiếp không qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với cá nhân là có thể phạt đến 7 năm tù, còn đối với pháp nhân thì có thể bị phạt đến 20 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cần vào cuộc để bảo vệ cái môi trường cho người dân cũng như là đảm bảo an toàn cho những người sinh sống ở khu vực này. Đồng thời là những cái tổ chức cá nhân có vi phạm về môi trường thì cần phải có những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Rác thải nhựa hiện nay là một vấn đề nóng không chỉ của Việt Nam mà nó còn là vấn đề của toàn cầu. Chất thải nhựa được các chuyên gia nghiên cứu về môi trường đánh giá là khó kiểm soát dưới tác động của biến đổi khí hậu bởi nó đã làm phân tách nhỏ các mảnh nhựa lớn thành vi nhựa và nano nhựa, khiến cho việc kiểm soát khó thực hiện. Ô nhiễm rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu, đe dọa đến hệ sinh thái, chất lượng môi trường và môi trường sống của con người và các loài sinh vật trên thế giới. Thực tế đó đòi hỏi không chỉ người dân mà cả thế giới cần phải ý thức, chung tay hành động để giải quyết thách thức nghiêm trọng trước khi quá muộn. Thưa quý vị và các bạn, vụ án buôn lậu gỗ chắc và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với 5 bị cáo xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng từ cuối năm 2011 đã qua 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, 3 lần tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm vụ án và tuyên tăng nặng hình phạt đối với Trương Huy Liệu và Trần Thị Dung. Bản án đã có hiệu lực, nhưng các bị cáo vẫn một mực kêu oan. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Để quý vị và các bạn có cái nhìn tổng thể về sự việc, mời quý vị cùng xem phần tổng hợp ngay sau đây. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 12 năm 2011, ông Trương Huy Liệu nhận lô gỗ chở trong 13 xe ô tô từ Lào tại cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, khai báo hải quan và đóng thuế. Hai ngày sau, ông xuất nguyên lô gỗ xếp vào 22 container sang Hồng Kông. Trên đường chở xuống tàu ở cảng Đà Nẵng thì bị bắt giữ và khởi tố tội buôn lậu. Cáo trạng cho rằng, ông Trương Huy Liệu chỉ đạo nhân viên công ty Ngọc Hưng làm giả hồ sơ, tài liệu, sau đó sử dụng bộ hồ sơ này để nhập khẩu, xuất khẩu 614,672 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá 63 tỷ 619 triệu 706.500 đồng. Bà Dung có hành vi góp sức cho Trương Huy Liệu, còn ông Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng xuất khẩu đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao. Ông Đỗ Danh Thắng cũng không làm hết trách nhiệm để tốn chi phí bốc lên, lưu bãi, kẹp trì hơn 25 triệu đồng. Tuy nhiên, tại các phiên xét xử sơ thẩm trước đây, các bị cáo đã bác bỏ toàn bộ cáo trạng, cho rằng những người làm nên cáo trạng đã làm trái pháp luật, bởi cáo trạng đã xác định lô gỗ nhập khẩu từ Lào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đại diện hải quan cửa khẩu Lao Bảo khẳng định lô gỗ nhập từ Lào được kê khai và đóng thuế đúng theo các quy định của pháp luật và đây là hàng hóa không cấm nhập khẩu, xuất khẩu. Không có gỗ lậu thì không có hành vi buôn lậu. Về khối lượng lô gỗ, công ty Ngọc Hưng khai khi nhập cũng như xuất là 535,8 mét khối gỗ chắc. Cáo trạng cho rằng lô gỗ 614,672 mét khối và trong đó có 23,828 mét khối gỗ giáng hương. Việc khai khống này vi phạm pháp luật. Tại tòa, các bị cáo bác bỏ con số của cáo trạng với lý do số liệu được làm ra không đúng luật. Vì đó là con số giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, trong khi viện này không có tư cách pháp nhân về giám định tư pháp, phương pháp giám định cũng sai là cân gỗ lên để quy ra khối lượng. Ngoài ra, cũng chính đơn vị này trong quá trình giám định đã cho ra hai kết quả giám định khác nhau. Cụ thể, tại kết luận số 151 ngày 12 tháng 4 năm 2012 thì lô gỗ có hơn 453 mét khối gỗ chắc và giáng hương. Trong khi kết luận số 783 ngày 26 tháng 12 năm 2012, lô gỗ lại tăng lên hơn 614 mét khối gỗ chắc và giáng hương. Trong quá trình điều tra, C44 ra quyết định bán lô gỗ ghi là theo kê khai hải quan của công ty Ngọc Hưng và biên bản tạm giữ, nhưng Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của Sở Tư pháp Hà Nội lại tổ chức bán theo khối lượng của giám định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.